Em mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mừng Gò Công của em nha. Hôm nay em làm cái video ngắn chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem tham khảo về một cái dòng chế phẩm sinh học nano của công ty Lâm Thành Hào. Như trên màn hình thì cô chú anh chị các bạn có thể xem được. Đây là những cái sản phẩm chuyên dùng cho rau màu và cây ăn trái các loại ha. Thì những cái sản phẩm này á em cũng có mua về xài rồi cô chú chị. Lúc hổm em có trồng quế. Em mua như nano bạc nè, đa vi lượng nè, về em phun cho cái đám quế của em á cô anh chị, nó rất là tốt luôn, nên nay em mới giới thiệu chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem tham khảo nha. Nó thì ở đây có rất là nhiều loại sản phẩm luôn, cô chú chị các bạn có nhu cầu mua những cái sản phẩm nào á thì cứ nhấp vào cái đường link bên dưới phần bình luận nha. Nó em có để cái đường link ở phần bình luận á, cô chú chị các bạn cứ nhấp vào là có những cái sản phẩm này hiện lên, thì cô chú chị các bạn cứ về lựa chọn ha. Rồi, em mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào video tiếp theo của em.